Vladimir Vladimirovich Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Liên bang Nga trong suốt hơn 2 thập kỷ. Có thể xếp ông vào tầm những người vĩ đại nhất của quốc gia này khi vực dậy nước Nga từ đống đổ nát của Liên Xô. Rất nhiều lần, ông Putin được xếp vào danh sách những người quyền lực nhất của thế giới, không chỉ bởi ông lèo lái nước Nga qua nhiều sóng gió, mà còn để lại dấu ấn trong lịch sử thế giới suốt những thập kỷ qua. Kể từ năm 2022, khi phát động cuộc chiến tại Ukraine, hình ảnh của Vladimir Putin đã xấu đi nhiều trong mắt quốc tế, đặc biệt là phương Tây, những người luôn cho rằng ông mang hình ảnh của một tên độc tài. Tuy vậy, đối với Việt Nam, Putin luôn là một con người mạnh mẽ, quyết đoán và vô cùng đáng kính. Thế nhưng con người quyền lực và mạnh mẽ hàng đầu thế giới ấy lại thể hiện một sự kính trọng rất lớn dành cho một người đến từ một đất nước nhỏ bé như Việt Nam. Người khiến ngay cả Putin phải cúi đầu kính cẩn nghiêng mình không những một lần, mà tới 4 lần. Không ai khác, chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Vậy tại sao một tổng thống của một đất nước hùng mạnh lại coi trọng Bác Hồ của chúng ta đến như vậy? Từ nước Nga xa xôi, ngay tại thủ đô Moscow có một góc phố rất bình dị. Nó nằm ngay ở bên tàu điện ngầm Akademicheskaya, nơi hàng ngày vẫn có hàng trăm người dân đi lại. Đó là nơi tọa lạc của quảng trường Hồ Chí Minh. Không quá nổi bật giữa góc phố đông đúc, nhưng quảng trường hiện lên sự uy nghi với tấm phù điêu lớn khắc họa Bác Hồ kính yêu cùng hình ảnh cây tre đặc trưng. Bên dưới tượng đài là dòng chữ: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", nổi tiếng bằng tiếng Nga. Đây là nơi mà người Việt Nam tại Nga vẫn thường lui tới vào các dịp quan trọng, chẳng hạn như Quốc khánh, lễ chiến thắng hay sinh nhật Bác. Quả thực người Nga biết đến Việt Nam nhiều nhất qua chiến tranh và cái tên Hồ Chí Minh. Thực tế năm 1969, sau khi Bác Hồ kính yêu ra đi mãi mãi, nơi đây đã lấy tên người để đặt cho quảng trường, thể hiện niềm yêu thương vô bờ bến đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Năm 1990, một tượng đài Hồ Chí Minh đã được xây dựng trên quảng trường này để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Nó tồn tại cho đến ngày nay. Thực tế không phải mỗi Nga mới có các quảng trường, đài kỷ niệm mang tên Bác Hồ. Từ châu Á như là Ấn Độ, Philippines, đến châu Mỹ như Cuba, Argentina, rồi châu Âu như Hungary, Nga, Pháp và cả tại Madagascar thuộc châu Phi. Sơ sơ có đến khoảng 20 quảng trường tượng đài lớn của người tại khắp nơi trên thế giới. Riêng ngay tại nước Nga, không chỉ riêng tại thủ đô Moscow, tượng đài Hồ Chí Minh còn xuất hiện tại các thành phố Saint Petersburg, Vladivostok và nhiều nơi khác. Đó là bởi vì người dân Liên Xô trước kia vẫn luôn trân trọng, khâm phục tinh thần tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Với những ai đã từng bước chân ra khỏi biên giới đất Việt, ta có thể thấy người dân thế giới biết đến Việt Nam rất nhiều thông qua cái tên Hồ Chí Minh, bởi người đã ghi dấu ấn đậm nét trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, sau đó là lãnh đạo một dân tộc nhỏ bé, quật đổ những kẻ xâm lược hung cường. Điều đó đã cổ vũ rất lớn dành cho phong trào đấu tranh giành độc lập của rất nhiều quốc gia trên thế giới, mà chủ yếu là tại các nước khối xã hội chủ nghĩa khi xưa và các nước thuộc địa châu Phi và các nước thuộc địa châu Phi, Mỹ Latin. Bởi thế nên, người dân thế giới nói chung luôn thể hiện một niềm kính trọng vô bờ bến đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin lớn lên trong một xã hội Xô Viết, nơi có sự gắn bó với các nước theo đường lối cộng sản, tiêu biểu là Việt Nam. Từ nhỏ, ông đã từng được nghe câu chuyện về một chàng thanh niên nhỏ đến từ một dân tộc bị đồ hộ đặt chân đến nước Nga Xô Viết để tìm đường cứu đất nước. Người thanh niên đó có tên Nguyễn Ái Quốc. Sau nhiều năm bôn ba từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, ngày 30 tháng 6 năm 1923 và ở lại đây vào khoảng đầu tháng 10 năm 1924, người đã đặt chân đến Liên Xô. Sau nước Pháp, nước Nga Xô Viết là chặng đường quan trọng thứ hai để Nguyễn Ái Quốc hoàn thiện và củng cố vững chắc hơn những luận điểm cơ bản về con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Khi Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã thành công. Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy đây là một biến cố lớn trong lịch sử cách mạng thế giới. Lần đầu tiên nhân dân lao động có chính quyền của mình. Sự kiện lịch sử này đã có một sức lôi cuốn mạnh mẽ với người. Sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Vladimir Ilyich Lenin đăng trên báo Nhân Đạo hai số liên tiếp ngày 16 và 17 tháng 6 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã có được lời giải đáp cho câu hỏi trăn trở hàng chục năm qua của mình. Người đã thấy được cái cần thiết cho dân tộc Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc theo tư tưởng cách mạng của Lenin. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy nguồn sức mạnh, chỗ dựa và sự ủng hộ trước hết về mặt lý luận, tinh thần để vươn tới cái đích của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong nửa cuối năm 1920, người đã xông vào các cuộc tranh luận, như sau này Bác Hồ kể lại, với sự giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng Xã hội Pháp.
dần dần Nguyễn Ái Quốc có được những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin. Vấn đề đặt ra là con đường cách mạng tháng 10, con đường cách mạng của Lênin phải được vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, một nước thuộc địa, phong kiến như thế nào? Câu hỏi cần được trả lời thấu đáo đó đã dẫn đến quyết định quan trọng tiếp theo của Nguyễn Ái Quốc: tìm cách đến nước Nga Xô Viết, hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, kêu gọi mọi sự hỗ trợ cho cuộc cách mạng giải phóng ở các thuộc địa. Những hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc với tư cách đại biểu của Đông Dương trong Đảng Cộng sản Pháp đã gây được sự chú ý với Dmanuski, một lãnh đạo quốc tế cộng sản khi đó. Và ông đã mở đường cho nhà cách mạng châu Á đến Liên Xô dự đại hội lần thứ nhất quốc tế nông dân, dự định diễn ra cuối mùa hè năm 1923. Nguyễn Ái Quốc đã dự đại hội lần thứ nhất quốc tế nông dân, khai mạc ngày 10 tháng 10 năm 1923 và phát biểu tại hai phiên họp, phiên thứ nhất ngày 10 tháng 10 và phiên thứ bảy ngày 13 tháng 10. Nguyễn Ái Quốc được bầu vào đoàn chủ tịch quốc tế nông dân gồm 11 ủy viên, người hoạt động sôi nổi. Những bài viết của người cũng xuất hiện thường xuyên trên nhiều báo và tạp chí lớn. Nguyễn Ái Quốc đã hòa nhập nhanh chóng trong môi trường mới và người đã tranh thủ tận dụng tối đa những cơ hội mình có. Trên tất cả các diễn đàn, Nguyễn Ái Quốc kêu gọi sự chú ý ủng hộ thiết thực của những người cộng sản ở chính quốc cho phong trào giải phóng ở các thuộc địa. Không chỉ bày tỏ những quan điểm mạnh mẽ về vấn đề thuộc địa, nhưng điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, đó là không kịp gặp mặt Vladimir Ilyich Lenin. Vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào vô sản thế giới đã ra đi quá sớm vào năm 1924, để lại niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân Liên Xô cũng như các dân tộc bị áp bức. Tháng 1 năm 1924, người ta còn thấy Nguyễn Ái Quốc với đôi bàn tay và mặt sưng đỏ vì lạnh đến viếng và đưa tang Lenin trong ngày giá buốt nhất của mùa đông Moscow. Tình cảm của người với Lenin dồn nén trong bài viết ca ngợi vị lãnh tụ cách mạng tháng 10 Nga như một người thầy cách mạng vĩ đại của nhân dân các nước thuộc địa và là một tấm gương đạo đức cao cả. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, trải qua nhiều cuộc chiến cam go với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tình cảm của Hồ Chí Minh dành cho Liên Xô và Lenin ngày càng thấm đượm. Kết quả của quá trình đó là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Xô Viết và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1950, mà sau này nước Nga là người kế tục mối bang giao ấy. Vladimir Putin, người được đào tạo bài bản trong cơ quan tình báo danh tiếng KGB, cũng như thấm nhuần tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô rất trân trọng điều ấy. Bởi vì những nỗ lực duy trì quan hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô mà Putin cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng đó. Trong suốt quá trình chiến tranh trường kỳ gian khổ, nước Nga Xô Viết không chỉ viện trợ, vật lực, khí tài, các chuyên gia mà còn rất nhiều những học sinh, sinh viên người Việt để đào tạo. Chính những cá nhân này sau đó đã trở thành những vị lãnh đạo chủ chốt cả trong thời chiến và cả thời xây dựng đất nước. Từ khoa học kỹ thuật, văn hóa, chính trị, Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn chuyên gia giúp đất nước phát triển. Năm 1991, Liên bang Xô Viết sụp đổ. Một người anh cả, chỗ dựa vững chắc của khối xã hội chủ nghĩa đã không còn. Vladimir Putin, một chuyên viên tình báo KGB khi đó cảm thấy rất đau xót khi niềm tự hào đã mất. Ông nuôi chí sẽ phục hồi lại nước Nga từ đống đổ nát để tìm lại hào quang của Liên Xô khi xưa. Trải qua hơn hai thập kỷ bị kìm kẹp bởi Mỹ và phương Tây, Putin chẳng những thoát ra được sự khống chế mà tạo cho nước Nga một tiềm lực hùng mạnh, xứng đáng là người kế tục của Xô Viết vĩ đại. Và ông cũng nhận ra, dù vận đổi sao rời thế nào, có những người bạn cũ hóa kẻ thù, thì Việt Nam vẫn luôn ở đó, luôn ủng hộ đất nước của ông, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam vẫn luôn giữ vững quan điểm. Việt Nam trân trọng những giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga sau này trong quá trình giành độc lập và xây dựng đất nước. Vì thế mà Tổng thống Vladimir Putin cực kỳ trân trọng đất Việt. Và dĩ nhiên, ông cũng sẽ kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính trọng bởi nhân cách, đạo đức và tầm vóc vĩ đại của người, xứng đáng nhiều điều để Tổng thống Nga phải học hỏi. Vì thế mà 5 lần thì đến 4 lần, ông đều dành chút thời gian quý báu để đến đặt vòng hoa, viếng thăm người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!